Giải Aquathlon đầu tiên tại Việt Nam DNSE Aquaman Việt Nam 2023 diễn ra vào ngày 29 tháng 10 tại Phan Thiết. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán DNSE, đã chia sẻ về sự kết hợp giữa thể thao và chứng khoán. Từ vị trí này, ông nêu rõ rằng cả hai lĩnh vực đều có điểm gắn kết, kiến tạo giấc mơ lớn. Thông qua giải đấu này, DNSE mong muốn truyền đi thông điệp về tinh thần nỗ lực, sẵn sàng đương đầu với khó khăn để theo đuổi mục tiêu trong cộng đồng. Ông giải thích sự lựa chọn của DNSE Aquaman Việt Nam năm nay bằng việc thể thao cũng là một nền tảng cho việc kết nối và lan tỏa tinh thần đam mê và khát khao chinh phục. Ông Nguyễn Hoàng Giang, DNSE đã lựa chọn đồng hành với Aquaman Việt Nam năm nay vì sao? Chúng tôi hy vọng DNSE Aquaman Việt Nam mang đến cho cộng đồng những thông điệp tích cực. Tôi tin rằng trong bất kỳ lĩnh vực nào, mục tiêu và ước mơ là điểm khởi đầu cho thành công. Trong lĩnh vực tài chính, DNSE đặt mục tiêu kiến tạo thịnh vượng, tự do tài chính cho người dân Việt Nam bằng cách cung cấp các công cụ đầu tư đơn giản và thuận tiện qua ứng dụng công nghệ tiên tiến. DNSE Aquaman Việt Nam 2023, một sự kết hợp giữa hai môn thể thao, là nơi đối diện với khát khao đánh bại thách thức. Đây cũng là nơi khơi dậy khát khao chinh phục đối với những vận động viên chưa từng tham gia bộ môn phối hợp này. DNSE hy vọng rằng giải đấu này sẽ khám phá và thúc đẩy tiềm năng, tạo động lực cho các vận động viên trong việc vươn tới những mục tiêu lớn hơn. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị DNSE, chia sẻ về giấc mơ khi đồng hành cùng Aquaman Việt Nam. Giấc mơ của DNSE trong việc đồng hành với Aquaman là gì? Trong quá trình phát triển, DNSE tập trung vào việc kiến tạo nền tảng đầu tư số hóa và mong muốn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ cũng như tất cả thành viên về tinh thần dám mơ lớn và dám thách thức. Với tâm huyết của mình, DNSE Aquaman Việt Nam 2023 trở thành cơ hội để lan tỏa tinh thần này. DNSE đồng hành và hỗ trợ các vận động viên tiên phong đăng ký sớm bằng việc hỗ trợ chi phí mua vé tham gia giải. Chúng tôi tin rằng việc đồng hành cùng Aquaman Việt Nam sẽ mang đến nhiều cơ hội thú vị và thách thức, đồng thời giúp lan tỏa tinh thần nỗ lực và đam mê đến cộng đồng, thúc đẩy các vận động viên đối mặt và vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục tiêu cá nhân và đội nhóm. Chúng tôi tin rằng việc đồng hành với Aquaman Việt Nam năm nay sẽ tạo ra sự kết nối mạnh mẽ và lan tỏa thông điệp về việc không ngừng nỗ lực và mơ lớn trong cộng đồng thể thao của Việt Nam. Aquaman Việt Nam 2022 tại Trà Cổ đã là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc hành trình của ông trong việc cân bằng giữa thể thao và kinh doanh. Ông chia sẻ rằng giải đấu là cơ hội để tập trung vào việc rèn luyện sức khỏe và thi đấu một cách tích cực, tổng thống những nỗ lực và kiên nhẫn. Ông đã tham gia vào một giải đua phối hợp lần đầu tiên, đánh bại sự khó khăn và bỡ ngỡ trong quá trình thử thách. Tất cả những khó khăn và thách thức này đã thúc đẩy ông thêm quyết tâm rèn luyện, vượt qua giới hạn cá nhân và tiến xa hơn. Bộ môn Aquathlon đã thay đổi cuộc sống của ông một cách toàn diện. Trước đây, ông đã từng xem thường việc chăm sóc sức khỏe vì công việc bận rộn. Tuy nhiên, sau một thời gian rèn luyện và đặt ra mục tiêu tham gia Aquathlon, ông đã chứng kiến một sự cải thiện đáng kể trong sức khỏe của mình. Cơ thể ông trở nên khỏe mạnh, linh hoạt hơn và ông duy trì được vóc dáng thể thao. Aquathlon không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe mà còn tạo cảm hứng lớn trong cuộc sống của ông và trong lĩnh vực kinh doanh. Trong thể thao, ông đã học cách đặt mục tiêu cao hơn và đánh bại bản thân mình mỗi ngày. Nhìn lại, ông đã đạt được những thành công không ngờ và cảm thấy phấn khích khi thách thức bản thân. Cảm hứng từ thể thao đã chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh của ông. Trong DNSE, công ty chứng khoán mà ông làm việc, họ luôn tâm huyết để đạt được những mục tiêu tốt hơn mỗi ngày. Với sự tiên phong trong công nghệ chứng khoán, DNSE đã ra mắt nhiều sản phẩm và dịch vụ tiên tiến nhất trên thị trường. Mặc dù ban đầu gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng, nhưng bằng sự kiên nhẫn và sáng tạo, họ đã thu hút được nhiều khách hàng và phát triển thị trường một cách đáng kể. Aquaman Việt Nam 2022 tại Trà Cổ đã là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc hành trình của ông trong việc cân bằng giữa thể thao và kinh doanh. Ông chia sẻ rằng giải đấu là cơ hội để tập trung vào việc rèn luyện sức khỏe và thi đấu một cách tích cực, tổng thống những nỗ lực và kiên nhẫn. Ông đã tham gia vào một giải đua phối hợp lần đầu tiên, đánh bại sự khó khăn và bỡ ngỡ trong quá trình thử thách. Tất cả những khó khăn và thách thức này đã thúc đẩy ông thêm quyết tâm rèn luyện, vượt qua giới hạn cá nhân và tiến xa hơn. Bộ môn Aquathlon đã thay đổi cuộc sống của ông một cách toàn diện. Trước đây, ông đã từng xem thường việc chăm sóc sức khỏe vì công việc bận rộn. Tuy nhiên, sau một thời gian rèn luyện và đặt ra mục tiêu tham gia Aquathlon, ông đã chứng kiến một sự cải thiện đáng kể trong sức khỏe của mình. Cơ thể ông trở nên khỏe mạnh, linh hoạt hơn và ông duy trì được vóc dáng thể thao. Aquathlon không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe mà còn tạo cảm hứng lớn trong cuộc sống của ông và trong lĩnh vực kinh doanh. Trong thể thao, ông đã học cách đặt mục tiêu cao hơn và đánh bại bản thân mình mỗi ngày. Nhìn lại, ông đã đạt được những thành công không ngờ và cảm thấy phấn khích khi thách thức bản thân. Cảm hứng từ thể thao đã chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh của ông. Trong DNSE, công ty chứng khoán mà ông làm việc, họ luôn tâm huyết để đạt được những mục tiêu tốt hơn mỗi ngày. Với sự tiên phong trong công nghệ chứng khoán, DNSE đã ra mắt nhiều sản phẩm và dịch vụ tiên tiến nhất trên thị trường. Mặc dù ban đầu gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng, nhưng bằng sự kiên nhẫn và sáng tạo, họ đã thu hút được nhiều khách hàng và phát triển thị trường một cách đáng kể.